Xin chào các bạn. Du học tại xứ sở lá phong xinh đẹp chưa bao giờ giảm đi độ nóng trong lòng tất cả các du học sinh trên thế giới. Bởi chính phủ Canada luôn coi trọng phát triển hệ thống giáo dục toàn diện và bằng cấp được đánh giá cao trên toàn thế giới. Đặc biệt là so với những nước khác như là Mỹ, Anh, Úc thì Canada có mức học phí dành cho sinh viên quốc tế tương đối là thấp. Để biết chính xác du học Canada học phí, chi phí, sinh hoạt phí một năm bao nhiêu tiền thì hôm nay các bạn hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu để có thể tính toán mức phí phù hợp cho gia đình và chuẩn bị hành trang du học trong tương lai nhé. Học phí ở Canada không quá đắt đỏ và phụ thuộc theo từng chương trình học, từng trường và từng tỉnh bang mà bạn lựa chọn. Thông thường được chia ra các bậc. Học phí du học trung học tại Canada sẽ dao động từ 8.000 cho đến 15.000 đô Canada. Học phí du học tiếng Anh tại Canada sẽ dao động từ 2.474 trong 7 tuần và 4.948 đô Canada trong 14 tuần. Và học phí cao đẳng đại học thì sẽ dao động từ 11.000 cho đến 26.000 đô Canada. Học phí cao học tại Canada thì sẽ có mức phí là từ 25.000 cho đến 50.000 đô Canada. Tuy nhiên là ở bậc đại học và cao học, nếu các bạn theo học các ngành như luật, y dược hay thạc sĩ, quản trị kinh doanh tại các trường chuyên nghiệp thì học phí sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, ở một số tỉnh còn có chương trình hoàn trả học phí sau khi tốt nghiệp nếu sinh viên ở lại làm việc tại Canada. Thì để biết thêm thông tin về du học Canada, học phí, chi phí, sinh hoạt phí một năm bao nhiêu tiền, các bạn hãy truy cập vào website visacanada.edu.vn hoặc fanpage du học Tân Đại Dương để các bạn dễ dàng trao đổi, thảo luận hoặc theo dõi thêm những thông tin và chương trình mới. Còn về vấn đề nhà ở là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với bất kỳ du học sinh nào khi đi du học, không chỉ riêng ở Canada mà tất cả các nước khác trên thế giới. Thì sau đây Tân Đại Dương sẽ cung cấp một số thông tin về chi phí thuê nhà tại Canada như sau. Thì đối với nếu các bạn ở nhà mà share thì sẽ có giá từ 450 đô cho đến 850 đô la Canada một tháng. Và chi phí cho ký túc xá sẽ dao động từ 9.000 cho đến 13.500 đô Canada một năm. Và phí này là phí ăn uống tự túc. Nếu bạn ở với người bản xứ hay còn gọi là homestay thì giá sẽ dao động từ 600 cho đến 850 đô Canada một tháng. Và dưới 18 tuổi sẽ bị bắt buộc phải ở homestay và có người giám hộ nếu bạn không có người thân tại quốc gia này. Còn nếu bạn thuê nhà riêng thì giá sẽ trung bình từ 800 cho đến 1.200 đô Canada một tháng. Thì thông thường các sinh viên sẽ sống trong ký túc xá vào năm đầu tiên, thường được gọi tắt là residence. Sau năm 1 thì sinh viên thường chuyển ra thuê căn hộ hoặc nhà ở rồi chia chung với các bạn bè khác. Chi phí cho việc thuê phòng sẽ rất là khác nhau tùy theo vùng mà bạn du học, cụ thể như sau. Ở Toronto, 1.900 đô la Canada. Còn ở Vancouver lại là 1.950 đô la Canada. Ở Ottawa sẽ có giá là 1.300 đô la Canada. Nhưng ở Montreal sẽ chỉ là 1.050 đô la Canada. Và ở Edmonton sẽ là 1.500 đô la Canada và tại Calgary là 1.600 đô la Canada. Còn với mức phí cho giao thông thì ở Toronto chi phí cụ thể cho từng loại vé khác nhau. Đối với vé tháng thì sẽ dao động từ 99.75 đô la Canada một tháng. Còn vé năm sẽ là 91.50 đô la Canada một năm khi bạn mua theo từng tháng. Và vé ngày là 8.50 đô la Canada. Còn vé đơn một chiều sẽ là 2.50 đô la Canada. Còn ở tại Montreal thì chi phí cụ thể cho những loại vé sẽ khác nhau. Vé tháng sẽ có 65 đô la Canada và vé tuần là 19 đô la Canada. Vé đơn một chiều sẽ có giá là 2.75 đô la Canada. Về thực phẩm thì chi phí cụ thể cho những món thực phẩm quen thuộc tại Canada như sau. Đối với sữa, 1 lít thì bạn sẽ mất 1.77 đô la Canada và bánh mì gối thì sẽ là 2.57 đô la Canada. Gạo túi 1 kg sẽ có giá 3.07 đô la Canada. Ức gà không xương 1 kg sẽ có giá là 12.47 đô la Canada. Còn trứng 12 quả bạn sẽ mua với mức giá 3.17 đô la Canada. Khoai tây túi 1 kg với giá 1.98 đô la Canada. Và nước chai 1 lít sẽ có giá là 1.63 đô la Canada. Ngoài ra còn có một số chi phí khác. Về Internet, Bell là một trong những nhà phân phối Internet lớn nhất tại Canada
gói cước của họ chỉ từ 55 đến 95 đô la Canada một tháng. Bạn có nhiều sự lựa chọn cho việc sử dụng gói cước điện thoại. Mức phí trung bình mỗi tháng bạn phải trả cho điện thoại là khoảng 20 đô la Canada. Và chưa kể bạn cần phải có bảo hiểm y tế và mức phí bảo hiểm này sẽ thay đổi tùy theo vùng mà bạn chọn. Những khoản học phí, chi phí, sinh hoạt phí trên có thể thay đổi theo thời gian để cập nhật đầy đủ thông tin về du học Canada, học phí, chi phí, sinh hoạt phí một năm bao nhiêu tiền, cũng như bất kỳ thắc mắc về quy trình thủ tục hồ sơ xin visa du học thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương với chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 0838-382080 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com và visacanada.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.